Phần tin thế giới hôm nay là tin đến từ khu vực Nam Mỹ. Một công tố viên tại Ecuador bị bắn chết khi đang điều tra về một nhóm vũ trang chiếm đài truyền hình. Một công tố viên đang điều tra về vụ tấn công vào trường quay của đài truyền hình TC của Ecuador vừa bị bắn chết tại thành phố Guayaquil. Bộ trưởng Bộ Tư pháp của Ecuador là bà Diana Salazar cho hay, Công tố viên này có tên là Cesar Suarez bị bắn khi ông đang lái xe gần với văn phòng của mình tại thành phố Cảng Giu, thuộc tỉnh Guaya. Cảnh sát của Ecuador cho hay họ đang cố gắng truy tìm những kẻ phải chịu trách nhiệm về vụ sát hại ông Suarez. Ngoài cuộc điều tra về vụ tấn công đài truyền hình, ông Suarez cũng phụ trách vụ án liên quan tới một trùm ma túy, kẻ được cho là đã nhận được sự đối xử ưu ái từ các vị thẩm phán các công tố viên, các cảnh sát và các giới chức cao cấp tại đây. Trong cuộc phỏng vấn với Nhật báo El Universal một ngày trước khi thiệt mạng, ký giả Suare cho biết rằng ông không được cảnh sát bảo vệ, mặc dù ông đã thẩm vấn 13 người bị bắt giữ sau vụ tấn công đài truyền hình. Theo đài BBC, hiện nay chưa rõ liệu cái chết của ông Suare có liên quan tới cuộc điều tra về vụ tấn công đài truyền hình PC ở thành phố Guayaquil vào ngày 9 tây tháng 1 vừa qua hay không. Việc sát hại công tố viên Suare là vụ mới nhất trong làn sóng bạo lực khắp đất nước này. Có hai thủ lĩnh băng đảng trốn thoát khỏi nhà tù, hàng trăm cai ngục bị bắt giữ làm con tin và các vụ nổ ở một số thành phố diễn ra liên tục. Trước tình hình đó, Tổng thống của Ecuador là Daniel Noboa sau đó đã công bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 60 ngày vào tuần trước, bao gồm cả lệnh giới nghiêm vào ban đêm, cũng như xác định 22 nhóm tội phạm là khủng bố. Ukraine có thể sẽ bị hết đạn dược trong vòng 3 tháng tới đây. Phát ngôn viên của tòa Bạch ốc nói rằng Ukraine đang tiêu thụ đạn dược rất nhanh, trong đó có nhiều loại chỉ đủ dùng trong 2-3 tháng tới hoặc là ít hơn. Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia thuộc về Tòa Bạch Ốc là tướng John Kirby cho biết, một số loại đạn dược nhất định như là đạn pháo, rocket, HIMARS và tên lửa phòng không đang được tiêu thụ nhanh hơn nhiều so với những loại vũ khí khác. Phát biểu này được đưa ra khi phóng viên đặt câu hỏi liệu rằng quân đội của Ukraine có thể chiến đấu với 100% năng lực cũng như là được đáp ứng đầy đủ nhu cầu về vũ khí sau khi Hoa Kỳ công bố gói viện trợ cuối cùng vào ngày 27 tháng 12 năm vừa rồi hay không. Giới chức của Ukraine vẫn chưa bình luận gì về thông tin này. Gói viện trợ cuối cùng của Hoa Kỳ dành cho Ukraine trong năm 2023 theo quyền điều chỉnh nguồn lực tổng thống trị giá 250 triệu Mỹ kim. Tổng thống Biden cũng đang tìm cách thúc đẩy Quốc hội phê chuẩn khoản viện trợ trị giá là 61 tỷ Mỹ kim cho Ukraine. Tuy nhiên phe Cộng hòa tại Quốc hội đến nay vẫn chưa thông qua đề nghị vì cho rằng chính quyền của tổng thống Biden đang ưu tiên hỗ trợ cho Ukraine hơn là giải quyết các vấn đề ở trong nước như là an ninh và biên giới. Phát ngôn viên Kirby hồi đầu tháng đã thừa nhận Hoa Thịnh Đốn sẽ phải ngừng chuyển giao vũ khí cho ký nếu như chính phủ và quốc hội Hoa Kỳ không đạt được thỏa thuận khiến cho nguồn viện trợ bị cạn kiệt. Ngoại trưởng của Nga tuyên bố cuộc chiến tại Ukraine đã giúp thanh lọc xã hội của nước Nga. Tại một cuộc họp báo ở thủ đô Moscow vào ngày hôm nay, ngoại trưởng của Nga là ông Sergei Lavrov tuyên bố cuộc chiến tại Ukraine đã giúp thanh lọc xã hội tại Nga khi mà những kẻ phản bội trốn khỏi nước Nga hoặc bị bắt giữ. Kể từ khi Nga đem quân xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022, giới hữu trách tại Nga đã nhiều lần lên tiếng cho rằng những người Nga chạy khỏi đất nước này để trốn lệnh động viên hoặc vì, vì các lý do chính trị là những kẻ phản bội. Hàng chục ngàn người Nga đã rời khỏi nước Nga để phản đối cuộc xâm lược của Nga tại Ukraine và hàng ngàn người khác cũng đã rời khỏi nước Nga sau khi nước Nga huy động thêm binh sĩ. Đây không phải là lần đầu tiên các giới chức của Nga đề cập tới việc thanh lọc xã hội tại nước Nga. Hồi tháng 5 năm ngoái, Tổng thống Nga là ông Vladimir Putin cũng từng tuyên bố, ông chắc chắn rằng việc tự thanh lọc xã hội sẽ chỉ tăng thêm sức mạnh cho nước Nga. Ông ta cho biết thêm như sau, người dân Nga luôn phân biệt được những người yêu nước thực sự với những kẻ phản bội và đơn giản chỉ phun họ ra bên ngoài như một con ruồi vô tình bay vào miệng. Trong lĩnh vực y tế, các bác sĩ người Cuba hiện nay đang mang lại sức sống cho hệ thống y tế của nước Ý. Các bác sĩ Cuba đang đóng góp tích cực vào trong hệ thống y tế của nước Ý và giải quyết được tình trạng thiếu nhân lực nghiêm trọng ở vùng Calabria, vốn là một trong những khu vực nghèo nhất ở vùng Tây Âu. Gần 500 nhân viên y tế Cuba, trong đó có bác sĩ phẫu thuật là Asbel Diaz Fonseca, đang hỗ trợ cho các bệnh viện ở phía Tây Nam của nước Ý. Trong quá trình làm việc, những bác sĩ người Cuba không chỉ mang theo kỹ năng chuyên môn mà còn đem lại sự tương tác tích cực và tinh thần đồng đội cho các đồng nghiệp người Ý. Mặc dù ban đầu gặp sự nghi ngờ, nhưng sau khi học tiếng Ý và tìm hiểu về văn hóa địa phương thì họ đã nhanh chóng được chấp nhận và trở thành nguồn lực quan trọng cho bệnh viện. Vấn đề thiếu nhân lực ở trong nền y tế của nước Ý đã trở nên nghiêm trọng hơn sau hai cuộc đình công toàn quốc hồi tháng 12 năm 2023, kéo theo nhiều vấn đề khác nhau, ảnh hưởng đến hệ thống y tế của nước Ý. Đại dịch cũng đóng góp vào trong tình trạng này khi nhiều nhân viên y tế nghỉ việc hoặc là chuyển sang làm việc ở các nơi khác. Sáng kiến của Calabria về việc mời Cuba giúp đỡ nhân lực trong lĩnh vực y tế đã chứng minh được sự hiệu quả và được kéo dài cho đến ít nhất là năm 2025. Điều này không chỉ giải quyết tạm thời vấn đề thiếu nhân lực, mà còn cung cấp được sự đổi mới và tinh thần lạc quan cho hệ thống y tế của vùng Calabria. Tuy nhiên, vẫn có những sự lo ngại về tương lai khi cần tìm kiếm giải pháp lâu dài cho tình trạng thiếu nhân lực ở trong hệ thống y tế công ở nước Ý. Cựu thống đốc của tiểu bang California là ông Arnold Schwarzenegger bị tạm giữ tại phi trường của nước Đức. Hãng thông tấn AFP vào ngày hôm nay đưa tin, ông Thomas Muster là phát ngôn viên của cơ quan thuế quan tại nước Đức, cho hay ngôi sao phim hành động Hollywood là ông Arnold Schwarzenegger và cũng là cựu thống đốc tiểu bang California vừa bị tạm giữ tại phi trường Munich ở nước Đức vì ông không khai báo một chiếc đồng hồ đắt tiền. Ông Schwarzenegger năm nay 77 tuổi bị tạm giữ tại khu vực thuế quan sau khi ông đáp một chuyến bay đến nước Đức từ Hoa Kỳ theo ông meister thì ông schwarzenegger dự kiến có thể sẽ tiếp tục hành trình trong ngày thế nhưng chiếc đồng hồ của ông có lẽ sẽ phải bị giữ lại phát ngôn viên này cũng cho biết thêm thủ tục giam giữ hình sự đã được thực hiện đối với ngôi sao phim terminator về hành vi trốn thuế theo đó lẽ ra ông schwarzenegger phải đóng thuế vì dự tính bán chiếc đồng hồ này trong khu vực của khối hiệp châu âu theo dự kiến thì chiếc đồng hồ đắt tiền nói trên được bán đấu giá tại một buổi dạ tiệc gây quỹ cho sáng kiến về khí hậu của ông Schwarzenegger tại thị trấn Kurzweil ở nước Áo. Theo trang web của tổ chức này thì các mặt hàng thường được bán đấu giá tại những buổi dạ tiệc như vậy, bao gồm các tác phẩm về nghệ thuật và các kỹ vật có chữ ký. Theo nhật báo The Bill, thì chiếc đồng hồ nói trên được hãng Audemars Piguet của Thụy Sĩ làm riêng cho ông Schwarzenegger. Bản tin đến từ nước Áo cho biết là một triệu phú trẻ người Áo đã đem cho hơn 21 triệu mỹ kim tiền thừa kế. Người đó là cô Marlene Engelhorn, 31 tuổi, sống ở thành phố Vienna của Áo. Cô thừa kế khối tài sản lớn từ người bà của mình vào năm 2022. Tuy nhiên, cô cảm thấy không công bằng khi tài sản mà cô được thừa kế lại không bị đánh thuế. Do đó, triệu phú trẻ tuổi đã quyết định trao hơn 21 triệu Mỹ Kim số tiền thừa kế cho một ủy ban gồm có những người có nhiệm vụ sử dụng số tiền đó để chống lại tình trạng bất bình đẳng giàu nghèo. Để thực hiện điều này, cô đã hợp tác với Viện Foresight, là một tổ chức nghiên cứu. Ông Christoph Hofinger, là giám đốc của Viện Foresight, cho biết viện này sẽ chọn ra 50 người với những xuất thân đa dạng, mang tính đại diện cho nhân khẩu học của nước Áo, để thảo luận về cách sử dụng 21 triệu Mỹ Kim của cô Anne Gerholm họ sẽ được trả 1.300 Mỹ Kim cho mỗi cuối tuần, ngoài tiền ăn ở, đi lại và các chi phí cần thiết khác. Bà của cô Engelhorn là bà Trout Engelhorn Vichiaro, là hậu duệ của ông Frederick Engelhorn, là người sáng lập ra một trong những công ty hóa chất lớn nhất thế giới là BASF vào năm 1865. Tạp chí Forbes cho biết trước khi qua đời, bà có khối tài sản ròng ước tính là khoảng 4.2 tỷ Mỹ Kim. Và năm ngoái, cô Engelhorn đã công khai cam kết cho đi 90% tài sản thừa kế của mình và chỉ giữ đủ tiền để sống trong vòng một năm. Cho đến nay, cô chủ yếu dành thời gian để làm công việc vận động chính sách cho các nhóm như là Millionaires for Humanity, tức là triệu phú vì nhân loại, và Tax Me Now, tức là đánh thuế tôi ngay. Cổ phiếu của xe hơi trên toàn thế giới bị bán tháo vì hãng xe Tesla giảm giá xe cổ phiếu của các hãng xe hơi tại Trung Cộng và châu Âu đi xuống sau khi hãng xe Tesla liên tiếp hạ giá xe tại hai thị trường này. Kevin Lowe, là nhà phân tích tại Daiwa Capital Markets cho hay, việc hãng xe Tesla hạ giá xe hồi gần đây ảnh hưởng tới tâm lý chung của toàn ngành xe hơi. Sức ép về giá cả cộng với việc doanh số tháng 1 của các hãng xe điện của Trung Cộng không như kỳ vọng đã châm ngòi cho làn sóng bán tháo cổ phiếu của ngành này. Và ngày hôm qua, hãng xe điện Tesla thông báo họ giảm giá hai phiên bản của xe Model Y tại nước Đức thêm 5.439 Mỹ Kim một chiếc. Còn tại nước Pháp, hãng xe này cũng giảm giá Model Y thêm 6.7%. Riêng tại Đan Mạch, mức giảm lên tới 10.8%. Giá xe của Tesla tại Hòa Lan và Na Uy cũng được hạ xuống. Hồi cuối tuần trước, hãng xe điện của Mỹ này cũng giảm giá xe Model 3 tại thị trường Trung Cộng thêm 6%. Ngân hàng HSBC cho hay, mức cạnh tranh khốc liệt và nhu cầu đi xuống có thể gây sức ép lên giá xe tại châu Âu trong năm nay. Doanh số của hãng xe Tesla tại nước Đức tăng 2.2% trong năm ngoái, thế nhưng riêng tháng 12 năm qua lại giảm mất 77%. Sau thông báo giảm giá xe thì, cổ phiếu của hãng xe Tesla cũng bị giảm 2%. Số liệu của Citigroup cũng cho thấy doanh số về xe điện của Trung Cộng có thể giảm xuống 30% trong tháng 1 so với tháng trước đó. Việc hãng xe Tesla hạ giá xe chạy bằng điện tại Trung Cộng sẽ tăng sức ép lên Xpeng là do hai hãng này hoạt động cùng một thị trường. Tin đến từ nước Đức cho biết, Bộ trưởng Kinh tế của Đức là ông Habeck nói rằng nền kinh tế của Đức đã mất đi lợi thế cạnh tranh sau khi nước này từ chối người nhập cảng khí đốt của Nga. Trước đó, văn phòng thống kê Liên bang Đức cho biết, tỷ lệ lạm phát hàng năng ở Đức đã tăng từ mức 3.2% trong tháng 11 lên là 3.7% vào tháng 12. Theo văn phòng này, chỉ số giá tiêu dùng ở Đức đã tăng 0.1% trong tháng 12. Hội đồng chuyên gia kinh tế của Đức cho biết vào tháng 11 năm 2023 và kể từ khi bắt đầu đại dịch Covid-19, nước Đức là nền kinh tế có mức tăng trưởng thấp nhất trong số tất cả các nền kinh tế thuộc về khu vực đồng tiền chung Euro. Hội đồng cho rằng nguyên nhân của việc này là do giảm giá năng lượng tăng mạnh vào năm 2022 và tỷ trọng cao của các ngành công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng ở tại Đức. Hội đồng cũng dự báo tỷ lệ lạm phát trung bình trong năm 2023 là 6.1%, 2024 là 2.6%. Trước đó, tháng 10 năm 2023, ông Habeck thừa nhận nước Đức đang phục hồi chậm chạp. Bộ trưởng của Đảng Xanh kiêm phó thủ tướng của Đức thì cho rằng sự sụt giảm năng lượng công nghiệp là hậu quả kéo dài từ cuộc khủng hoảng năng lượng buộc ngân hàng trung ương âu châu phải tăng chi phí đi vay để nhằm kiềm chế đà lạm phát